À dạ, tại vì các em có học một chương về nghề nghiệp, cho nên các em có được đi những cái nơi giống như là SPCN, cho nên em nào muốn biết thêm về giống như làm nghề xứ ngôn viên và em có thể sử dụng tiếng Việt như thế nào trong cái cộng đồng Việt Nam của mình, thì đây là một cái ngành nghề các em có thể chọn. Kính thưa quý khán thính giả, đó là lời của cô giáo Thảo Lê Nguyễn khi cùng với các thầy cô khác hướng dẫn 105 em học sinh lớp 11 trường Westminster High School tới thăm cơ sở của đài truyền hình SPTN vào chiều ngày thứ Ba 31 tháng 5 2022 tại thành phố Garangro, Nam California, và được sự đón tiếp và hướng dẫn nồng nhiệt của nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc của SPTN. Ngày quê đây thì chúng ta dọn sân khấu ra, chúng ta quay cảnh ngày quê, chúng ta mang vô, chúng ta dựng lên. Và chúng ta nói là mình có thể mình dựng bất cứ cái cảnh gì mà mình muốn để mình quay. Thì chỉ mà mình quay một cái production như vậy đó, rồi mình có những người vì production là họ sẽ chọn chương trình như thế nào. 1, 2, 3, cưa lên, 1, 2, 3. Và cái chỉ số học sinh Việt Nam có đông không cô? Dạ, khá là đông, chắc là em nghĩ có khoảng 40% là người Việt. Ồ, 40% dạ, là người Việt. Dạ, người Việt, dạ. Sau cái tham quan nơi đây, các em còn đi đâu nữa? Ồ dạ, đây là chỗ cuối cùng rồi ạ. Ồ, cuối cùng, vâng. Trước đó các em đi đâu? Trước đó các em đến ngôi nhà của bác sĩ Quỳnh Kiều, học thêm về lịch sử Việt Nam của mình và ngôi nhà cổ. Dạ. Và chống đồng ở đó. Sau đó các em đến Garangro City Council, dạ. Chỗ City Hall. Yeah. Yeah. Và sau đó đến chỗ Phúc Long để kêu học hỏi thêm về dân nhân người Việt. Yeah, mở tiệm trà như thế nào vậy? Yeah. Em tên là Đồng Pauline. Đồng Pauline. Em là giáo viên dạy Việt ngữ ở trường trung học Westminster. Thưa cô, cho cái chuyến đi tham quan của các em đó thì cô thấy mang lại lợi ích gì thiết thực cho các em không? Dạ có ạ, tại vì ngày hôm nay học sinh có cơ hội để hiểu biết thêm về cộng đồng và những cái địa điểm mà chính là cộng đồng. Thì SPTN là đài truyền hình nổi tiếng của cộng đồng người Việt, thì đây là cơ hội cho học sinh hiểu biết thêm. Khi mà các em lớn tuổi như vậy đó thì các em bắt đầu học tiếng Việt từ năm lớp mấy? Đa số học sinh ở trường trung học Westminster bắt đầu học tiếng Việt từ năm lớp 9, là học trình độ Việt 1. Nhưng cũng có những em học ở trường cộng đồng, trường cuối tuần, rồi vào chương trình Westminster học tiếp. Thì ở trường trung học Westminster có 4 trình độ, có Việt 1, Việt 2, Việt 3, Việt 4. Và khi các em học sinh vào Việt 3 hoặc Việt 4 thì nó chia ra thành hai chương trình khác nhau. Một đó là cho Việt 3, thường là cho những em tiếp tục học từ Việt 2 lên đến Việt 3. Và Việt 3 native là cho những em thường thường là mới qua. Và trình độ Việt 4 cũng có hai loại lớp khác nhau. Thứ nhất là Việt 4 honors cho những em học có tiếp tục học từ Việt 1 đến 2 đến 3 đến 4. Và khi học sinh coi như khá tiếng Việt rồi hoặc là từ Việt Nam qua thì có thể học về văn chương của người Việt và Việt 4 literature. Khi mà các em học lớp 11 rồi đó thì các em học tiếng Việt tới lớp mấy rồi? Dạ, nhóm ngày hôm nay học đa số là lớp 11 ạ. Lớp 11 ạ. Dạ, dạ. Và thường là các em học sinh có quyền quyết định là học đến năm thứ tư. Nhưng đa số các em học sinh ít nhất là cũng học 2 năm. Là tại vì đó sẽ giúp các em đạt được tiêu chuẩn để vào đại học 4 năm. Dạ, dạ, nó cũng tùy thôi ạ. Từ khi các em vào lớp 11 thì có đã sẵn là có nhiều trình độ khác nhau rồi. Có những em nói tiếng Việt ở nhà, hiểu tiếng Việt ở nhà. Dạ. Có những em khác, ví dụ là người Mỹ hay là người Mỹ chưa bao giờ học tiếng Việt, thì trong lớp Việt 1 các em cái chính là tập đọc, tập hiểu, tập viết, tập nghe. Sao tên gì? Tên Tâm. Ở đây cũng thích mà chắc mai mốt em sẽ làm nghề máy tính. Dạ, con tên là Lenny. Thế hả? Dạ. Cháu đi thăm viếng nhiều nơi thì cháu thấy là trong tương lai cháu thích làm nghề gì? Dạ, con muốn làm kỹ sư. Rồi hôm nay cháu đi tham quan đại SPTN, cháu thấy vui không? Dạ, con thấy vui lắm, con vui thấy hấp dẫn. Hấp dẫn lắm mà. Dạ. Và trước khi các em ra về, nhạc sĩ Trúc Hồ có lời mời các em, nếu em nào thích, có thể trở lại đại SPTN bất cứ lúc nào để tìm hiểu thêm về ngành truyền thông của người Việt trên đất Mỹ. Phan Đại Nam tường trình từ đài SPTN thành phố Garangro, Nam California.